Rồi, xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phú Phúc, tiếp tục clip buổi chiều hôm nay giới thiệu anh em biết máy nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel nha. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với mã số thẻ cào nha, mình sẽ gửi hàng cho anh em. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng. Tất cả các máy thì mình đều ship code toàn quốc nha anh em. Rồi, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con em VinMax Star nha anh em. Máy đẹp, và lưng xeo do xài ấp lưng này, nó nhăm nhăm vậy thôi, còn nguyên zin đẹp keng luôn đó. Nó chỉ vậy thôi nha anh em, cứ coi kỹ ha. Kính thì phải nói là như mới luôn, cái kính này như mới nha anh em, không vết xước luôn. Đây này ha, đẹp keng luôn nha. Máy này là dán điện lực nữ xài nên rất là kỹ, và mình thu lại thì nói chung nó còn đẹp, phải không, 7/8 lưng sau này, còn kính thì phải nói là 99% luôn, không hề có vết xước luôn. Con này màn hình 5.7 nha anh em, RAM 216, pin 3000. Đó, ngoại hình này như clip rồi, VinSmart như máy mới luôn. Đó, nguyên ring. Con này anh em rất là chuộng, nên anh em thích thiệt Galo nha. Có một cái duy nhất thôi, giá 890.000, 890k kèm sạc, dán cơ lực cho máy anh em luôn, 890.000 nha, một cái duy nhất. Tiếp theo là một con Samsung J510 thay vỏ như mới, thay vỏ như mới luôn nha anh em, màu gold, kính keng sà beng màn ring, hàng này chưa có thay thế đâu nha, không như ring nha. Con này màn hình 5.2, RAM 216, pin 3001 nha. Ok, con này giá 1.500.000, 1.500.000. Mang thì nó có mấy cái dòng AMOLED này biết rồi, nó có lưu ánh nhẹ nhẹ, lưu nhẹ cực nhẹ nha, với mấy cái hình vậy đó thôi. Ok nha, 1.500.000 con này, kèm sạc chắn lực luôn. VinSmart Star 4 anh em, con này Star 4 nha, máy màu xanh lá, cũng VinSmart luôn, đẹp keng luôn, 98/9 luôn. Đó, đẹp ha. Con này màn hình 6.09, RAM 232, pin 3500, máy đẹp tầm 98-99%. Sườn xước là gần như không có xước. Chức năng thì ok nha, khỏi bàn ha. Đây, con này để em giá 1.650.000, 1.650.000 như mới nha anh em. Tiếp theo là mình có một con Tab Huawei, Tab 8X nha anh em, con này Tab Huawei, lưng đã dán caro, RAM 2GB16 nha, con này RAM 216, xài SIM thoải mái nha. Có nhiều cô chú anh chị không biết, gọi hỏi là có SIM được không, thì cái này mình xin thông báo là xài SIM thoải mái nha. Bỏ SIM vô cho mình coi thấy có SIM nha. Đây nha anh em, đây nè, chọt cái khe SIM ra này, bỏ SIM bên đây nha, thì lên mạng thoải mái nha. Tab Huawei, con này xài rất là mượt nha, nó RAM 2GB. Đó, wifi được các kiểu. Con này mình xả giá luôn nha, xả rất là mềm cho anh em luôn. RAM 216 đó, con này xả cho anh em, để anh em bao nhiêu ta, 1.400.000 thôi. Con này để anh em giá 1.400.000 nha, 1.400.000 quá mềm rồi anh em. Một cây mình bán xa luôn á, con này phải hơn 2.000.000 á, giờ bán rẻ luôn cho anh em. Rồi, tiếp theo là con J737 bản hàng Samsung J737, máy đẹp tầm 98/9 nha, 98/9 ha. Con này RAM 332, màn hình 5.5, pin 3003, máy đẹp tầm 98/99, máy nguyên zin, màn keng xà beng luôn. Đó, wifi các kiểu đó rất là mạnh nha, đó là quay 4 Galaxy quay 4 là J737 á, đẹp len keng xà beng. Con này ra đi cho anh em giá 1.920.000, kèm sạc giá lực luôn. Xiaomi Redmi Note 7, một con màu đen đẹp. Redmi Note 7, con này là bản RAM 464 nha anh em, chứ không phải RAM 3 nha. Con này là RAM 464 ha, máy đẹp tầm 97 thôi. Sườn này nó có xước xước này do sẹp lưng. Còn kính thì bao đẹp rồi.
kính đẹp rồi, lông mèo cực nhẹ, lông mèo cực nhẹ ha. Con này màn hình 6:3, RAM 464, pin 4000. Đây, mình sẽ cho anh em coi cấu hình nó ha. Máy xài rất mượt nha. Xiaomi thì anh em biết xài rất xuống. Redmi Note 7, tất cả thông số. RAM 4 này anh em. Đó, bản RAM 464. Chức năng phải nói là khỏi phải chơi bàn cãi luôn. Mượt mà. Xài rất mượt mà. Bật wifi luôn. Đó. Ok nha. Con này RAM 464. Để anh em giá 2,5 triệu nha. 2,5 triệu. Kèm sạc và dán cường lực máy cho anh em luôn. Cổng sạc thì Type-C nha anh em. Tiếp theo là một con A6 cộng màu xanh nhợt bản hàng. Máy đẹp tầm 98. 98 và 99 luôn. Đó, màu xanh nhợt. Anh em cứ coi kỹ ha, rất đẹp. Len kem. Kính là 99 luôn, không có một vết xước nào luôn. Con này màn hình 6 inch nha. RAM 4, bộ nhớ 32. Pin 3500. Chức năng không phải bàn cãi, quá chuẩn luôn. Bản hàng thì một sim nha anh em, mình để riêng ha, không có lên hai sim. Một sim Galaxy Z A6 cộng. Con này để anh em giá 2,6 triệu nha. 2,6 kèm sạc dán lực luôn. iPhone 6 cộng. iPhone 6 cộng nha. 16GB. 6 cộng 16GB. Mình test thử coi máy này như thế nào. Full vân không? Không vân tay nha anh em. Con này không vân ha. Pin 100%. Chức năng ok, 16GB không vân. iPhone 6 cộng, con này để lên giá 2,1 triệu nha. 2,1 triệu. Kèm sạc giá cơ lực luôn. Không vân tay. A720 bản hàng, máy đẹp tầm 97-98. Lưng can này, sườn có xuất sắc nha. Sườn có xuất sắc ha. Kính can xà beng đã dán được lực cho anh em rồi. Máy kính đẹp tầm 99 luôn. Chỉ có cái lưng là cũng quá đẹp luôn chứ cũng không có gì trời. Màn hình 5:7, RAM 332, pin 3600. Đó. Máy màn hình riêng nguyên, hiển thị rất sắc nét. A720 màn hình cực sắc nét. Nó là màn riêng. Còn để anh em giá 2150. 2150 kèm sạc và dán cực lực luôn cho anh em nha. Realme C3 vỏ màu đỏ, có xước sắc lông mèo nhẹ. Kính có vài cọng lông mèo nha, kính có lông mèo nha, đó, anh em thấy không? Đó, máy riêng nguyên, còn bảo hành múc tiết bù khơ, phải nói 6 tháng con này. Realme C3, con này màn hình 6,5 inch, RAM 332, pin 5000, chức năng khỏi bàn nha. Pin 5000, trâu bò, màn có lông mèo. Còn lưng sau thì cũng còn đẹp. 332GB. Rồi, con Realme C3 để anh em giá 1,8 triệu nha. 1,8 triệu kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Vsmart XT1 màu trắng đẹp 99%. Đẹp 99 luôn anh em, chứ không phải 98 luôn ạ. Keng quá. Quá keng. Con này màn hình 5.65. RAM 464, pin 3100. Kính quá đẹp nha. Đó, kính keo xà beng luôn. Màn thì hiển thị quá sắc nét rồi, không phải bàn rồi. XT1 RAM 464. Đó, chức năng khỏi bàn thôi ha. Con này ra đi cho anh em giá 1,850. 1,850 kèm sạc cái giá người lực luôn nha. Máy đẹp 99. Realme 5 màu tím. Realme 5 lưng sau là keo luôn. Kính camera xước, không có xước luôn. Mặt trước miếng garanti vẫn còn, lột garanti ra anh em, kính keng không vết xước. Đó, màn hình 6,5 inch, RAM 3, bộ nhớ 64, pin 5000. Keng xà beng nha anh em. Đó, RAM 3, bộ nhớ 64, Realme 5 máy đẹp tầm 98-99 luôn. Lưng sau thì sạc sạc nhẹ thôi mà còn lông chuột. Kính thì còn miếng garanti, keng xà beng, lột ra là bao mới. Giá 2,350. 2,350 anh em. Dán cường lực lại cho anh em. Vsmart Joy 3. Vsmart Joy 3 mặt trước thì có vài cọng lông mèo.
và cộng lông mèo nha. Joy 3 lưng sau là keo xà beng luôn, 99 luôn. Màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000. Đó, pin 5000. Viên Smart Joy 3 đẹp, nói chung là con này long lanh rồi. Kính có lông mèo nhẹ thôi, không đáng kể. Đó, máy rất sáng nét nha, RAM 332. Đó, chức năng ok. Con này ra đi cho anh em giá 1.800.000 nha, 1.800.000 kèm sạc giá lực luôn nha, 1.800.000. Anh em nào cần thì kết nối nha. Mình có một con Tab Lenovo 7 inch, lưng sau thì có một hai ốp trời như vậy đó, đẹp, kính thì keng luôn. Con này Tab 7 inch, Lenovo 7 inch nha. Về xem YouTube thoải mái nha anh em. Con này để anh em giá 990.000, xả rẻ luôn, 990k, kèm sạc cho anh em luôn nha. Giờ anh em chỉ việc xài thôi, sim thì anh em bỏ đây, bỏ bên góc đây là cậy ra, lấy cái khay sim ra. Anh em hơi có xài sim được không thì đây, bỏ khay sim đây. Con này xài một sim nha, con này xài thí nhớ. Đó, ok nha, anh em nào thích mua thí nhớ thì mở rộng. Đó, 990k thôi. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới của người từ kênh của mình nha. Chào anh em.